ngũ vị quan lớn, ngay dưới tứ vị thánh mẫu là các quan. Theo cách hiểu chung của trật tự phong kiến, các quan này phải là các quan lớn, châu tuần dưới các thánh mẫu để phụ trách các công việc trần gian, giống như các vị thượng thư xung quanh một ông vua. Có điều là qua các sự tích, các vị quan này không chịu một sự sai phá nào của các mẫu, nhưng họ là thành viên ngự tiền của mẫu. Người ta cũng gọi họ là các vương quan hoặc các vị hoàng tử. Ngũ vị quan lớn ở đây có vị là thiên thần, có vị là linh thần, quen thuộc với người dân. Ta tạm điểm qua như sau. Quan lớn đệ nhất, vị quan này là một vị thiên thần, ông trời sai xuống quản những việc linh thiêng, diệt trừ bọn quỷ quái. Ngọc Hoàng ngự chỉ phán ra, tôn quan hình chỉ xuống qua phàm trần. Trước là mở phủ khai đàn, sau là thu trọng tà quan phen này. Người theo tín ngưỡng tứ phủ đã xem ông là một vị quan lớn, được giao ghi chép các việc ở thiên phủ. Ông giữ cả việc sinh tử của con người dưới trần gian. Quan lớn đệ nhị, ông cũng là một thiên thần, có rất nhiều thành tích, dẹp phong ba, chống lũ lụt, nhưng không được ở lại trần gian lâu, nên dù còn nhỏ tuổi, Ngọc Hoàng cũng bắt ông phải về trời. Thế nhưng, ông đã giữ vai trò rất lớn, tiền khâm sai, hậu giám sát. Ông được trấn giữ ở vùng rừng núi Sông Hóa, thuộc Hữu Lũng, Lạng Sơn. Phép thuật của ông rất cao. Thượng ngàn giám sát quản cai, thông chi thiên phủ khâm sai đại thần. Phép màu giá vũ đằng vân, trừ tà sát quỷ cứu dân phen này. Thông thường người ta cũng gọi ông là quan lớn, là quan lớn giám sát. Đặc biệt là ông đi rất nhiều khắp miền Nam Bắc, các sông núi cửa khẩu ông đều đã đến. Ông dẹp được nhiều quỷ quái. Quan lớn đệ tam, quan tam phủ. Quan đệ tam vốn là con của vua Cha Bát Hải. Chuyện của ông cũng tương tự như ông Hoàng Ba. Đầu tiên, ông hóa thân thành một võ tướng của vua Hùng, sau là thần phù trợ cho nước ta đánh đuổi nhiều giặc ngoại xâm. Có chuyện nói ông đã gặp 5 ông rắn ở Long Giang. Đền của ông được gọi là đền Lãnh, cũng có thể là đền Lành, hay đọc là đền Lành Giang, nằm ở bên bờ sông Hồng, gần cầu Yên Lệnh, nối hai bờ đất Hà Nam và Hưng Yên. Quan lớn đệ tứ, quan đệ tứ không thấy truyền lại tên tuổi rõ ràng, nhưng người ta tin rằng ông là vị được coi sóc việc lao động sản xuất cày cấy cho bốn phương thiên hạ. Ông cũng có nhiệm vụ đi theo dõi nhiều vùng, như vị đại thần có trọng trách kiểm tra nhân sự. Quan lớn đệ ngũ, hay còn gọi là quan lớn tuần tranh. Trong tất cả các vị quan lớn dưới các mẫu thì vị quan lớn này có nhiều sự tích độc đáo hơn cả, và có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc của ông. Theo giả sử, sự tích của ông gắn với các tướng Cao Lỗ, người chế nỏ cung, là thủ túc của Thực An Dương Vương. Khi mất, ông trở thành vị quan lớn trong tín ngưỡng tứ phủ. Nhưng truyền thuyết mà người ta biết đến nhiều hơn về ông là vị quan tuần tranh kiểm tra trên sông Tranh. Ông từng bị nghi oan là đã quyến rũ người con gái đẹp, vợ một viên quan địa phương. Mặc dầu chứng cứ không có, nhưng ông cũng bị khép án, bắt trở thành lính, đẩy lên sông Kỳ Cùng, Lạng Sơn. Vị quan ở Đò Tranh bị nghi ngờ về tội quyến rũ người đẹp, bị triều đình giam giữ. Ông uất hận tìm đến cái chết bằng cách thắt cổ tự tử. Khi ông lìa đời thì trời đất nổi bão táp, cái dây trói ông đứt tung biến thành hai con rắn. Một cặp vợ chồng già đưa rắn về nuôi, thường kiếm gà cho rắn ăn. Không ngờ hai cụ lại bị người xung quanh lên án là nuôi rắn để hại gà của hàng xóm.
các cụ thả rắn xuống sông đúng vào dịp Triệu Đà tấn công nước Âu Lạc. Rắn đã giúp Thục An Dương Vương thắng được quân ngoại xâm. Vua liền phong cho rắn là Giảo Long Hầu. Giảo Long Hồng sau trở thành quan lớn tuần tranh trong tín ngưỡng tứ phủ. Vị quan này được đặc trách về công việc trừ tà sát quỷ. Sức vua phong kiến chi tam giới, hay chóc tà sát quỷ trừ tinh. Đức ông vạn pháp muôn linh, quyền ông cai quản âm binh nhà trời. Thank you.